Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Long Vlog của mình. Thì tình hình là mình mới dọn dẹp xong và mình cũng chưa tắm luôn. Nhưng mà mình nôn làm cái video này lắm các bạn. Thì cũng lâu rồi mình chưa có làm những cái video mà về Bario. Thì cái video ngày hôm nay mình liên quan về Bario các bạn, cái xe Bario á, đời 2018 nha các bạn. Chủ yếu là bữa nay là đời 2018. Nhưng mình sẽ không review xe, mà đặc biệt trong cái video này là mình sẽ sale một món giá cực kỳ đẹp luôn, à, các bạn nên nhớ là không phải hàng sale là hàng kém chất lượng nha các bạn. Này là mình bao đúng các bạn là hàng loại một ha, hàng nhập về cổ và cổ nhập luôn nha. Đây mình không có giấu nữa, sau lưng mình đây là những cái lon Beaufort. Thì hiện tại mình về được 100 set. Mình về 100 set nhưng mà mình chỉ sale khoảng cỡ 20 đến 30 set thôi. Đó, nếu mà cái nhu cầu anh em nhiều thì mình sẽ sale hơn. Đó. Thì hồi bữa là mình có nhận được tin nhắn của bạn, có một bạn là ở trên YouTube, là bạn nói là ở nơi anh bữa nào rảnh anh làm cái clip về Beaufort. Sale về Beaufort cho những anh em mà chơi, tại vì giá hiện tại thị trường nó rất là lộn xộn, giá nó cũng rất là cao. Đó. Nên là mình nhập về số lượng nhiều và mình sẽ sale cho một đợt thôi nha các bạn. Mình không có bán lâu dài, mình sẽ sale cho một đợt. Những bạn trong đợt này, những bạn nào danh tay là những bạn đó sẽ mua được ha. Đó. Thì đây là Beaufort. Beaufort là hàng là một cổ nhập. Bô nhập nha các bạn. Đây là cổ nhập các bạn. Rồi ok, mình giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ đưa cái máy quay về sau và mình review cận cảnh cái lon Beaufort mình chuẩn bị sale cho cái clip này ha. Ten. Đây các bạn, Beaufort. Những anh em chơi xe là đều đã biết cái dòng Beaufort hộp trắng này ha. Mình không có nói nhiều về cái dòng bô này nữa, mà mình sẽ review trực tiếp cận cảnh cái lon bô bóc hộp cho các bạn xem. Mình không có bài gỡ hết được, mình bài gỡ hết thôi, mình dọn là mệt lắm. Đó, chủ yếu là mình review cái lon bô này và cái giá công khai sẽ ở cuối video. Và mình sẽ gắn lên cái link bô này lên kênh Shopee luôn. Thì những bạn ở xa thì các bạn có thể là mua trực tiếp ở trên link Shopee của mình. Còn những bạn nào ở Sài Gòn thì chạy qua shop lấy luôn ha. Đây, khu tem. Đây các bạn. Thì đây là bô loại 1 các bạn, nó nặng, rất là nặng các bạn. Nó nặng rất là nặng nha, không phải những cái bô mà 1 triệu mấy mà chỉ ở ngoài chợ người ta bán nha các bạn. Đây, nó rất là nặng. Đây mai mọc nè các bạn. Đó. Các bạn để ý nha, từng cái mọc, từng cái số nó rất là đẹp nha. Rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ lên cho các bạn xem. Đây cái mọc Scott nè, rất là đẹp. Nó chuẩn mọc mọc như zin nha các bạn. Thì bên mình bán hàng nào là mình sẽ nói hàng đó, chứ không phải là mình lấy hàng loại 2 mình báo giá hàng loại 1. Vậy là chết luôn. Tại sao? Tại nếu mà mình bán hàng loại 2 mình báo loại 1 thì các bạn đi một thời gian nó sẽ bị lỗi tùm lum tà la hết. Đó. Đây là chuẩn hàng loại 1. Tại vì những anh em ngoài chợ á, những anh em ngoài chợ là hiện tại là nói chung hàng quá nó rất là lộn xộn, loại 1, loại 2, loại 3 nó lộn xì ngầu hết trơn luôn. Đó thì anh em mà đó giờ mua hàng bên mình á đều biết là hàng loại nào mình báo loại đó. Những hàng nào bán ra có bảo hành là theo chế độ bảo hành đàng hoàng hết ha. Đây. Rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn cái cổ dê nó sắc nét ghê chưa? Y như zin luôn, không khác gì hết. Và ba cái lỗ bát bên đây. Đây. Này các bạn để ý từng cái món hàng này. Rất là đẹp ha các bạn ha. Còn đây là mình cho các bạn biết những biết cái cổ bát nhập là như thế nào.
Đây mình xé một cái cổ ra cho các bạn xem. Đây cái bát nhập, đây bát nhập nè, bát nhập. Mình lấy cái cổ nữa để mình khui cái cổ cho các bạn xem. Nhớ có cái cổ khui mà ta, mình sớm mình xé ra mình kiểm. Đây bóc lại lên đi. Đây Wagyu 2018 một BCS. Các bạn nhìn cái này, cái món hàng này thấy không, cái đường dãy cá nó rất là đẹp các bạn. Đây này, cái đường dãy cá rất là đẹp ha. Quả khúc trên đầu thì trên đầu cổ bô nó sẽ có cái gờ nè các bạn, để nó không nó tránh cái tình trạng xì bô các bạn. Và cái chỗ của món hàng nó rất là nét, rất là nét. Các bạn nghe cái cổ bô nè các bạn thấy không, đó rất là nét ha, rất là nét. Còn cái bát nhập là bát như thế nào thì mình chỉ cho các bạn xem luôn cái bát nhập so với cái bát Việt Nam. Để mình gỡ ra, đây đây là cái bát nhập. Đây chính giữa nó có những cái ắc cao su nha các bạn, nó chống rung nha các bạn. Đây chính giữa những cái lỗ ắc nè, nè mà nó có cái ắc cao su nè, chứ không phải là cái lỗ tròn vo nha. Cái lỗ tròn vo như là nó tiện ra xong cái là nó thảy với dao nha các bạn. Đây người ta chấm hàng ngay bon luôn nè, thấy không đó, người ta làm rất là tỉ mỉ đó. Thì những anh em nào đã đi qua cái bô này rồi á thì anh em cho mình đánh giá ha. Lúc trước giá thị trường là 4 triệu mấy lần, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy một set lần. Nên hôm nay mình sẽ làm cái clip sale đó dành cho Wagyu 2018. Những anh em nào mà nhanh tay thì sẽ mua được cái set bô ưng ý với mình mà giá cực rẻ ha các bạn ha. Chủ yếu là mình làm mình sale cho những bạn mà đăng ký kênh của mình đó. Đây mình thấy cái bát rất là đẹp ha, thì kèm theo nó là nó có ốc và đầy đủ hết nha các bạn. Đó, kèm theo là ốc đầy đủ hết. Còn cái âm thanh bô này á thì nói chung á là nó 9-10 như zin luôn. Cái anh em mà nếu mà kỹ nữa, cái anh em về nếu mà muốn cho nó hay mà như là mộc như zin luôn á, cái anh em về có thể là làm nỉ thủy tinh như nỉ của Forest đó các bạn. Là hiện tại có nhiều dịch vụ cái chỗ mà người ta làm bô á, người ta sẽ mẫu ra người ta thay nỉ cho các bạn ha. Thì tiền công khoảng rơi vào khoảng từ 400 đến 600 đó. Còn không các bạn để như đây đi cũng ok ha, âm thanh là 9-10 luôn, nó không khác gì hết đó. Rất là đẹp các bạn. Đây đây đẹp không tì vết luôn. Ok, đây là bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ tiết lộ cái giá cho các bạn xem. Thì cái giá mà một set mình bán luôn cổ bô, luôn cổ bô nha các bạn, luôn bát. Đây một set là như thế này. Cái cổ bô thứ nhất, cái bộ bát thứ hai, và cái thứ ba là một thùng bô. Thì nguyên một combo như vậy mình sẽ bán tại Link Shopee, áp dụng tại Link Shopee là 2 triệu 400 ngàn các bạn. 2 triệu 400 ngàn nha, 2 triệu 400 ngàn. Các bạn nhanh tay thì các bạn sẽ sở hữu được cái set bô này đó. Tại vì bây giờ mình mới dọn dẹp xong, mình chừa cái không gian này để mình quay. Mình tại vì sớm giờ mình rất là nôn làm cái clip này cho các bạn, mình tranh thủ mình quay xong cho cái clip này mình up lên cho các bạn xem. Và cái thời gian chính thức mình cập nhật lên cái Link Shopee là 11 giờ là 23 giờ nha các bạn. 2 triệu tư một set, 2 triệu tư một set. Các bạn nhớ nè, các bạn ở Sài Gòn thì cứ qua tiệm mua hàng, kiểm cổ nhập, bát nhập và bô nhập và rất tiền thôi. Ok, thì cái video này mình kết thúc tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like cái video này.
nếu mà các bạn muốn hóng xem những cái chương trình sale khác của mình vào sau này á, thì các bạn chưa đăng ký á, thì các bạn nhớ đăng ký ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình xin kết thúc clip này tại đây. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Thank you.